Trong một video hơn 10 phút này thì các bạn đã biết là từ khi mà tôi đi qua bên cái thế giới One Piece Crab này thì tôi đã trở nên rất là mạnh, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc là tôi sẽ trở thành vua hải tặc cả. Cho nên trong một video hơn 10 phút này, tôi cùng với các bạn sẽ cùng nhau trở thành vua hải tặc. Vì đây sẽ là tập cuối của cái series này. Nếu như các bạn là người mới và lần đầu biết được cái series này của tôi thì các bạn có thể click vào cái phần ở bên phải màn hình để có thể xem được nguyên cái series nếu các bạn có hứng thú. Liệu với sức mạnh hiện có, tôi có trở thành vua hải tặc này hay không, hay là tôi sẽ bỏ mạng ở tân thế giới? Cùng nhau đón xem nhé. Và vì đây là tập cuối rồi nên tôi sẽ dùng cái nhạc We Are, và tôi mong là tôi sẽ không bị bản quyền. Và ngày thứ 91 tới ngày thứ 92 thì mình có đi ra xây một cái căn nhà. Tại mình nghĩ là chúng ta trước khi kết thúc hành trình thì chúng ta cũng phải có một cái nơi nào đó đi về. Và yeah, tất nhiên là tôi không giỏi build cho lắm, nên là nếu nó xấu thì các bạn không cảm nha. Yeah, tất nhiên tôi phải build nhà thôi, vì tôi không muốn đây là video 100 ngày vô gia cư. Tôi không hề xem bóng bể là nhà đâu các bạn. Ok, và yeah, tôi đã xong cái căn nhà của tôi rồi. Well, tôi xin lỗi vì nó là một căn nhà đất, nhưng mà yeah, tôi quá lười để build một căn nhà đàng hoàng. Cho nên là yeah, bây giờ thì chúng ta sẽ mở trái quỷ thôi. Trái đầu tiên là trái Beta Betanomi. Ok, trái tiếp theo là trái Rachisaurus của hàng Queen. Những trái mình đã có rồi. Và tiếp theo là trái Super Supernomi. Well, toàn là những trái mình đã có rồi thôi. Và trái... oh, chúng ta mở trái Openomi các bạn ơi. Trái của lo đó các bạn. Của lo đấy. Trái trường sinh bất lão của lo đó bạn ơi. Quay, bác sĩ tử thần đó bạn. Phải trưởng chưa? Ok, và chúng ta mở cái rung động, chúng ta được trái Hitohitonomi, mô đồ người bình thường, tức là của Chopper đó các bạn. Vâng, trái gọi là phế vải liền vì mình là con người mà. Không, mình là người cá chứ, nhầm. Và bây giờ chúng ta mở cái rung vàng, chúng ta được trái Wararawanomi của hàng một trong những thế hệ tồi tệ nhất. Đây, của cái hàng này đây, tôi không nhớ tên. Và bây giờ chúng ta mở được trái Hitohitonomi, mô đồ Phật tổ. Trái này mình có rồi, ok. Và well, tôi không chịu luôn. Ôi, mở rung tiếp theo. Ô, Hienomi. Được, ui, trái này là trái của thằng Aokiji đó các bạn. Đô đốc hải quân Aokiji đấy. Trái băng đó các bạn. Và ông ta được trái Chikichikinomi của Kiss. Kiss các bạn ơi. Thằng Kiss đó các bạn. Ok, bây giờ ông ta tiếp tục mở gương và ông ta được trái Pika Pika Nomi của gì thằng gì ta? Kizaru, đúng rồi. Đô đốc hải quân Kizaru. Vậy là chúng ta đã có được 3 trái của đô đốc hải quân rồi các bạn. Chiêu Kizaru. Và tiếp tục mở cái rương kia, chúng ta được trái Hitohito bạn ơi. Hai trái Hitohito mô đồ Phật tổ luôn. Trời ơi, má xui vậy. Nhưng mà ít nhất là chúng ta được trái của Kid, trái của Lo và hai trái của Đô đốc hải quân nha bạn. Vâng, một trái của hàng thế hệ tồi tệ nhất nữa. Tuyệt vời. Ok, và tới ngày thứ 93 thì mình bắt đầu đi xuống và đánh We The Boss. Và mình đem hết những cái mặt nạ mà hôm trước mình đã thu thập ra khi mà đánh cái làng hữu dân, để chi hội ra được một đoàn quân để xem tụi nó mạnh tới đâu và có thể hội đồng được cái con quy đời hay không. Và yeah, mình cũng xin lỗi là vì cái video này nó hơi mờ vì mình cắt ra từ stream, và thật sự là mình đã mất mấy cái sụt mà từ ngày thứ 91 tới ngày thứ 90 mấy rồi, nên là yeah, mình phải cắt trên stream và mình edit lại. Và bây giờ thì tôi đang gọi là triệu hồi rất nhiều quái vật, triệu hồi rất nhiều hổ dân làm lính cho mình nha bạn. Đấy, rất nhiều hổ dân luôn, mình được triệu hồi rất nhiều. Và
Ồ, thô sơ. Rồi, có lẽ là chúng ta hết chiêu hồi được hổ dân các bạn ơi. Mát hổ dân rồi. Bây giờ chúng ta sẽ dùng cái cây gậy zombie. Phải không? Ồ. Mình không dùng gậy zombie à? Phải. Tôi tính là tôi nghĩ là tôi sẽ dùng cái gậy zombie mà mình chịu hồi được ở... Ý tôi là cái gậy zombie mà mình lấy được ở Trailer Forest ra để cho tăng quân số các bạn. Nhưng mà có lẽ là không rồi. Và bây giờ thì tôi đang chịu hồi cái con Wither Boss. Yeah, đặt ba cái đầu Wither mà chúng ta đã lấy được ở The Forest chứ, nhầm. Ồ, và chúng ta dùng cái cây gậy zombie các bạn ơi. Và chúng ta có vẻ hết dùng được gậy zombie rồi, và để xem coi mạnh hay không nha. Đây, coi nha. Tấn công. Ui, what the f***. Mẹ, một vụ nổ mà tất cả quân đoàn của mình chết hết luôn bạn. Hỏi chám. Ui, chết hết quân đoàn của mình rồi bạn ơi. Trời ơi, con Wither này nó giết hết quân mình rồi các bạn ơi. What the hell. Cái gì vậy? Ui vãi, mấy cái quân gì mà phế vậy trời. Do con Wither quá mạnh hay do mấy thằng này phế, chắc do con Wither quá mạnh vậy mà. Thôi, giờ chúng ta sẽ dùng kiếm chúng ta để giết cái con Wither luôn đi. Mẹ. Ấy, trời ơi. Đó các bạn thấy không? Sức mạnh giờ của mình là quá mạnh rồi. Đó, đó. Chém 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 chém. Con Wither hình như nó hầu như nó không ghi được một chút sát thương nào. Và yeah, chúng ta đã giết được Wither Boss rồi. Và sao lại có kim cương nữa kìa. What the hell. Và yeah, chúng ta được cái Nether Star. Tuyệt vời. Một cái Nether Star nha bạn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi kiếm Ender Dragon. Yeah, chúng ta sẽ đặt mắt các thứ ra đi kiếm Ender Dragon nha mọi người. Hey, có lẽ nó sẽ khá là xa. Well, và một, vì một lý do đó mà tôi đứng lại để tôi đánh và ui ui vãi. Ui, chúng ta tìm được một khối bonus clip các bạn ơi. Chúng ta đi tìm được một khối bonus clip màu xanh. Ủa, ui, vì một lý do kỳ lạ gì mà chúng ta tìm được một khối bonus clip màu xanh các bạn. Ui ui vãi trưởng, khối bonus clip đầu tiên mà chúng ta tìm được trong chuyến hành trình bạn ơi. Ui phải, tôi cũng không hiểu là tại sao mà chúng ta tìm được một khối bonus clip luôn các bạn. Nó rất là ngẫu nhiên, kiểu như số phận nó áp đặt mình rồi các bạn. Thôi bây giờ tôi sẽ gọi là chụp màn hình từng khúc để sau này đi kiếm One B nha mọi người. Đây nè, cáp màn hình nè. Đó rồi, tôi sẽ cáp từng mặt luôn nha các bạn, để chúng ta có thể giải mã và đi kiếm được One B nha mọi người. Uầy, không hiểu vì sao mà chúng ta tìm được một khối bonus clip luôn. Tôi cũng không hiểu cái ký tự của mẹ gì hết, nhưng mà chắc là Google dịch sẽ giúp chúng ta thôi bạn. Yeah. Ôi, bãi liền, tôi không hiểu tại sao mà tôi không hiểu luôn á. Kiểu một cái khu vực rất là bình thường, chỉ là tôi bắn cái gì đó ra, tôi bắn chiêu tôi ra và tôi tìm được một khối bonus clip. Yeah, rất là ngẫu nhiên, random luôn. Yeah, tiếp tục hành trình đi tìm Ender Dragon thôi. Ok, thì là vì cái video mà mình đi đánh rồng với mấy cái video mà mình test fruit cho bạn xem nó đã bị mất rồi. Đây, như các bạn đã có thể thấy vì nó đã bị mất do là mình xóa cái phần sụt của cái lúc mà mình edit cái video 3 tiếng kia. Tại vì mình tưởng là cái video 3 tiếng mà mình render ra rồi và mình đã để nó một nơi nào đó. Nhưng mà tôi không biết vì cái lý do nào mà cái video 3 tiếng nó mất luôn. Thế là yeah, bây giờ tôi sẽ đi qua một cái thế giới khác và tôi đi đánh rồng lại. Và tôi test cho bạn hết tất cả các trái quỷ trong cái mod này luôn. Đây, như chúng ta có thể thấy đây là tất cả những trái quỷ của cái mod này. Tất cả trái quỷ của cái mod này luôn. Và tôi sẽ mặc giáp sắt cái thứ đánh rồng. Thì tôi thấy cái việc đánh rồng bây giờ nó quá dễ rồi, phải không? Thì hỏi vì sao tôi là skin râu đen. Ok, giờ giả bộ như là tôi tìm được son hô và đặt mắt vô đi. Rồi đó, giờ chúng ta đánh rồng nha mọi người. Chết rồi. Ok, chúng ta đánh rồng kiểu cổ điển nha mọi người. Đây,
Nếu các bạn hỏi tại sao mà tôi lại đeo một cái đầu bí ngô ấy, thì do là cái đầu bí ngô này sẽ khắc chế được những con Enderman đó, nhìn nè, nhìn thẳng vô mắt nó luôn rồi đó, thấy không? Nó mà làm gì mình hết trơn đó. Hồi xưa là mấy cái ông YouTuber Minecraft hay dùng trò này đi đánh rồng các bạn. Đấy, giờ tụi nó toàn là dùng giường rồi các thứ, one cycle tùm lum, zero cycle các thứ, đặt của cát thôi, không có còn đánh rồng kiểu cổ điển nữa không. Nên giờ tôi đánh rồng kiểu cổ điển cho bạn coi. Ê, ok các bạn biết cái mà clutch mà nothing không? MLG không gì cả. Coi nè bạn, MLG không gì cả nè. Wow. Yeah. Ok. Ô, boss ship kìa. Đánh rồng kiểu này mình nhớ hồi xưa kia Phạm chơi Minecraft rồi. BH Gaming kia Phạm rồi đó. Ba Mi Trần. Oh, nó burst rồi, nó burst rồi. Tôi hết mũi tên rồi bạn. Tôi phải dứt điểm nó. Dứt điểm nó trong lúc này. Chết đi. Yeah. Ui, xém miệng. Ok, the next generation. Và đi thôi. We win. Wow, và tới đây video, trời, tôi chẳng phải nói, tới đây video kết thúc là vừa rồi. Tất nhiên là cái series này nó cũng sẽ gọi là chưa kết thúc đâu, tại vì chúng ta sẽ còn khoảng 2-3 tập gì đó nữa để test food, test chát quỷ các bạn. Thật sự là, và tôi sẽ test hết tất cả những chát quỷ trong cái mod này luôn. Tại vì đáng buồn là tôi mất hết sột khi mà tôi test chát quỷ trong cái thế giới chính của chúng ta rồi. Nên là bây giờ chúng ta sẽ test tất cả chát quỷ trong cái mod One Piece này luôn, cho các bạn khỏi phải tò mò. Ok, vào tập sau nha mọi người. Và hãy nhớ là subscribe for more Minecraft video. Mother love me long time, long time. Sucky, sucky, fucky, fucky. One ton, Hong Kong, Hong Kong. One ton, Hong Kong, one ton. One time, one time, one time. Love me long time.